Xin kính chào toàn thể quý anh chị, quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh bán hàng của chợ ô tô số 1 Hải Dương. Sau đêm Hòa sẽ quay clip báo giá một chiếc xe vừa về tại chợ ô tô số 1 Hải Dương. Đấy là chiếc Hyundai i10. Chiếc Hyundai i10 sản xuất 2018, bản của Việt Nam, máy 1.2. Chiếc i10 này là một chiếc i10 dòng sedan 2 đầu. Động cơ làm việc của chiếc i10 này là 1.2. Với động cơ làm việc 1.2 thì mức tiêu hao nhiên liệu của nó rơi vào tầm khoảng 5,5 lít xăng trên 100 km đường hỗn hợp. Đường trường thì nó rơi vào tầm khoảng 5 lít. Đây là một mẫu xe rất là phù hợp cho nhiều mục đích sử dụng, chạy gia đình cũng được, chạy dịch vụ cũng được. Dòng sedan 2 đầu thì form dáng rất là đẹp. Hyundai i10 sản xuất tại Việt Nam, động cơ 1.2. Chiếc xe đang được chào bán tại Dũng Audi chợ ô tô số 1 Hải Dương với giá là 345 triệu. Bao rút hồ sơ. Quý anh chị vui lòng trực tiếp về cơ sở của chợ ô tô số 1 Hải Dương nằm ở lô 14.3, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương, nằm kế bên cạnh khách sạn Nam Cường. Hoặc alo trực tiếp theo số hotline 0855 966 966 để được hỗ trợ tư vấn kỹ hơn, sâu hơn, chi tiết hơn. Chiếc xe này hiện đang được chào bán với giá là 345 triệu, có bao rút hồ sơ. Bây giờ em Hòa sẽ đi xung quanh chiếc xe cho quý anh chị được xem tổng thành form dáng của chiếc xe. Chiếc xe sản xuất 2018 và hiện tại có phích nước sơn rất là đẹp, hầu như là zin. Xe tư nhân sử dụng và không có một lỗi nào. Cam kết xe không đâm va, không tai nạn, không ngập nước. Quý anh chị vui lòng về trực tiếp tại cơ sở của Dũng Audi chợ ô tô số 1 Hải Dương để được trải nghiệm với chiếc xe này, được chạy thử. Hoặc quý anh chị cũng có thể đưa đi xe đi test hãng thoải mái, xem kỹ về xe, xem kỹ về chất lượng. Và nếu quý anh chị thuận mua vừa bán thì và trao đổi cụ thể hơn, chi tiết hơn về giá của chiếc xe. Đối với chiếc xe 2018 này thì Dũng Audi chợ ô tô số 1 Hải Dương sẽ có chương trình hỗ trợ trả góp áp dụng trên toàn quốc. Quý anh chị chỉ cần vui lòng cung cấp chứng minh thư hộ khẩu của hai vợ chồng cho bên em là bên em sẽ hỗ trợ làm cái thủ tục giấy tờ pháp lý. Thủ tục nhanh gọn, lãi suất thấp, áp theo lãi suất của ngân hàng nó rơi vào tầm 8 phẩy mấy đấy, gần 8 và gần 9 phẩy. Thủ tục nhanh gọn, lãi suất thấp. Em Hòa sẽ hỗ trợ quý anh chị cái phần thủ tục giấy tờ pháp lý. Đây là tổng thành form dáng của chiếc xe. Chiếc xe có cái form sedan 2 đầu rất là đẹp. Bây giờ em Hòa sẽ đi vào phần nội thất cho quý anh chị được tham khảo. Chiếc Hyundai i10 sản xuất 2018, số sàn, động cơ làm việc là 1.2. Giá đang chào bán tại Dũng Audi chợ ô tô số 1 Hải Dương là 345 triệu, có bao rút hồ sơ. Đây ạ, xe tư nhân sử dụng, trên xe còn có kẹo bánh nữa. Đây là phô lăng, cần số, phanh tay, nội thất rất là tươi ạ, nội thất rất là tươi xe. Trần nỉ nguyên bản, nội thất tươi, xe nói chung là rất là gọn gàng, sạch sẽ. Địa chỉ của Dũng Audi chợ ô tô số 1 Hải Dương nằm ở lô 14.3, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương, nằm ngay bên cạnh khách sạn Nam Cường, khách sạn cao nhất thành phố Hải Dương ạ. Quý anh chị vui lòng alo trực tiếp theo hai số điện thoại 0855 966 966, 0904 895 896 để được hỗ trợ tư vấn kỹ hơn, sâu hơn, chi tiết hơn về chiếc xe i10 này, cũng như là rất là nhiều các mẫu xe đang được chào bán tại chợ ô tô số 1 Hải Dương. Em Hòa xin nhắc lại, chiếc Hyundai i10 sản xuất 2018, xe tư nhân sử dụng. Chiếc xe vừa về tại Dũng Audi chợ ô tô số 1 Hải Dương và đang được chào bán với giá là 345 triệu, bao rút hồ sơ. Quý anh chị vui lòng về trực tiếp tại chợ cơ sở chợ ô tô số 1 Hải Dương, nằm ở lô 14.3, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương,
để được tham quan kỹ hơn, trải nghiệm kỹ hơn và chạy thử, test thử. Và nếu mà yêu thích chiếc xe này thì hãy là người sở hữu tiếp theo của chiếc xe này nhé. Em Hòa xin đọc lại hai số hotline của Dũng Audi, số ô tô số 1 Hải Dương là 0855 966 966, hoặc kết nối Zalo 0904 895 896. Em Hòa xin kết thúc clip về chiếc Hyundai i10 tại đây. Hẹn gặp lại quý anh chị, quý vị các bạn tại clip báo giá một chi tiết các mẫu xe khác mới về, mới được cập nhật tại Dũng Audi, số ô tô số 1 Hải Dương. Em Hòa xin kính chào ạ.